Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 60 đề kiểm tra và đề thi toán lớp 2. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề 33. Câu số 1. Tính 4 x 9 là bằng là 36. 3 x 7 là 21. 6 x 3 là 18. 7 x 5 là bằng 35. 36 mà ta chia cho 4 là bằng là 9. 35 là trên 5 là bằng là 7. Câu số 2 tìm x, x ta chia 3 là bằng 6. Và đây là dấu chia, dấu chia thì đây là số bị chia, đây là số chia và đây là thương. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương, ta nhân với là số chia. 6 nhân 3 là bằng 18. 7 ta nhân 5, 7 ta nhân cho x là bằng 35. Như đây là dấu nhân này đây là cái thừa số đã biết và đây là thừa số chưa biết và đây là cái tích. Muốn tìm thừa số chưa biết thì ta lấy tích. Ta chia thừa số đã biết nghĩa là bằng 5. Chúng ta qua trang tiếp theo. Câu số 3. Điền số thích hợp vào ô trống. 5 x 7 là bằng 35. 35 mà ta cộng cho 15, 5 cộng 5 bằng 10 với 0 ta nhớ 1. 50. 40 ta chia cho 5 là bằng 8. 8 x 3 là 24. Câu tiếp theo là câu số 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 2, 4, 6. Chúng ta thấy nó tăng dần không? Mà nó cách nhau là cứ 2 đơn vị, 2 đơn vị. 2 ta cộng 2 là bằng 4. 4 cộng 2 bằng 6. 6 cộng 2 là bằng 8. 8 cộng 2 là bằng 10. 10 cộng 2 là bằng 12. 12 cộng 2 là bằng 14. 14 cộng 2 là bằng 16. 16 cộng 2 là bằng 18. 18 cộng 2 là bằng 20. Bài B 30, 25, chúng ta thấy nó giảm dần không? Giảm dần có nghĩa là cái này chúng ta sẽ thấy là nó giảm dần để cách nhau là 5 đơn vị. Rồi 30 mà ta trừ 5 là bằng là 25. 25 ta trừ 5 là bằng 20. 20 ta trừ cho 5 là bằng 15. 15 mà ta trừ cho 5 là bằng 10. 10 ta trừ 5 là bằng 5. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 5. Nối đồng hồ với số chỉ vừa đúng. Cái đồng hồ này chúng ta sẽ có hai cái kim giờ và cái kim phút. Cái kim giờ thì người ta họ thiết kế là nó hơi đậm, nó bự hơn, nó ngắn này. Một có cái khi là người ta họ tô màu đen, có khi người ta họ làm màu trắng, nhưng mà nó có cái đặc tính chung là thứ nhất là nó to hơn, nó mập hơn, thứ hai nó sẽ là ngắn hơn. Còn cái kim phút để nó sẽ dài hơn và nó sẽ ốm hơn. Giờ này đang ở trạng thái này là một giờ. Một giờ thì nó là vào đây. Cái này là 1 giờ 15. Đây là 5 phút này, 10 phút này, 15 phút này. Này là 1 giờ 15. Câu này là 12 giờ 5, 10, 15, 20, 25. Này là 12 giờ 25 phút. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 6. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng thích hợp của ô trống. 3 x 1 là bằng 3. 12 mà ta chia cho 4 là bằng 3. Bên này 3, bên kia 3 bằng nhau. 10 ta chia 2 là bằng 5. 25 mà ta trừ cho 10, như vậy còn lại là 15. Như vậy thì bên này sẽ bé hơn. 5 x 3 là 15. 3 x 5 cũng 15. Hai bên bằng nhau. 27 ta chia 3 là bằng 9. 5 x 1 là bằng 5. 9 lớn hơn 5. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 7. Mỗi học sinh giỏi được nhận 2 cây bút. Hỏi 9 học sinh giỏi là nhận được bao nhiêu cây bút? Ta lấy 2 ta nhân cho 9. Số cây bút 9 học sinh giỏi nhận được là ta lấy 2 ta nhân cho 9 là bằng là 18 cây bút.
Đáp số 18. Cây bút. Chúng ta qua câu số 8. Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông? Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi chúng ta ghép hình nữa. 10 đúng không? Cái này là bốn cái hình vuông này chúng ta sẽ có là được là hình thứ 11. À. Rồi, bốn cái hình vuông này chúng ta sẽ có hình 12. Bốn cái hình vuông này nè, chúng ta sẽ có hình 13. Bốn cái hình này chúng ta sẽ có hình 10, 14. Bây giờ chúng ta sẽ có tổng cộng là 14 cái hình vuông. Nè. Bốn cái hình này ghép lại nha. Cái hình 11 là gồm hình 1, hình 2, hình 7, hình 6 ghép lại. Còn hình 14 là chúng ta sẽ có hình 4, hình 5, hình 10, hình 9 này ghép lại thì chúng ta sẽ được hình 14. Tổng cộng là 14 hình hình vuông. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.